Xin chào các bạn, sáng nay thì mình sẽ có một trận đấu nhẹ với Lee Tiên Sinh. Đang thì hai bên gặp nhau. Vừa lúc y thì hai bên gặp nhau. Roll hay hay pick. À mình vẫn để vịt kỳ. Ok. Ăn kỳ kích. Roll cho chuyên nghiệp nhé. Ok. Rồi. Cộng. Ok. Để họ mà ra giá trước nhá. Mình chủ phòng thì thôi nhá. Để họ ra giá trước đi. Rồi để mình chủ động trước cho nó nhanh à. Rồi đi không? Ở đây. Hai ca cộng. Ok, thì cờ nhá, 500 này. Cờ lên 500. 500. 6. Ok. Thế thì cờ mình được 6 và được pick Rintan. Tí tiền đi. Rồi. 21 30 15 hy vọng là thoải mái, cứ thách fan nha. Random chết là 2000, 16 là 2006 đúng không? Trừ 2600. Ok. Begin nha. Hình như lần gần nhất mình gặp bạn Lý Tiên Sinh là mình đã thua đúng không nhỉ? Thật ra là sáng nay định vào làm nốt cái trận extra. Bây giờ thì cũng hơn 10 giờ rồi, hơn 10 giờ trưa rồi. Vừa xong việc xong về thì em sẽ nốt trận extra. Thì check cái lobby thấy các bạn Lý Tiên Sinh đang on, là anh em lại hẹn nhau vào mình làm hot để giao lưu trận. Sao đánh cái này vẫn nhanh hơn là làm kia. Cái kia thì có thường là sẽ mất khoảng 2 tiếng. À, xem là thần gió áp. Ok, bây giờ mình cần ra đây lấy cái này xong vậy. Đây lấy là vừa hay là lấy thần gió áp trước để mà đi ngày gần hơn nè. Ok. Được, lấy con thần gió luôn. Bỏ tiền. Fire magic. Ok, hợp lý. À chết rồi, mình nghĩ mình không nên lấy. Ok. Để đẩy gió với cả đất lên trước. Chứ Fire Magic thì mình chưa cần lắm. Blade thì cần rồi chứ. Nếu mà lúc đầu Logistics hoặc Scouting thì rất là lợi. Nhưng có những skin bạn phải lên sớm. Đất, gió, là Scouting và Logistics là những skin mà bạn có thể đi nhanh hơn và ra mid sớm hơn. Còn những skin về combat thì các bạn có thể lên sau. Ví dụ như kiếm giáp hoặc archery có thể lên sau tùy vào đạo quân mà bạn nhìn thấy ở mid. Thế nên cái con mắt này rất là quan trọng nhé, để mà nhìn thấy quân ở mid là quân sẽ quân chủ lực là quân gì thì mình hãy lên. Giáp thì hầu như tướng nào cũng phải cần rồi, bởi vì thật ra những người biết chơi mình thấy họ thường không để cho mình cắt phép nhiều đâu, họ sẽ dùng cái phép để ok họ cộng rồi. Thế bây giờ mình sẽ đi kiểu gì đây? Ui của mình xấu thế, xấu quá. Xem đây, nếu logic scouting thì cố này. Diplomacy không. Xấu quá, chỗ này chạy ngược gần đây này. Đây nhìn thấy suy hớt này. Hớt ở Mayzy nó tận dưới này cơ. Rất là xấu, thế cho nên là mình sẽ 1-1 đi. Nó xấu quá các bạn ạ. Đi hay mất 4 ngày, ngày thứ 5 mới lên mặt đất thì chịu. Cố gắng làm sao mà 4 ngày lên được mặt đất thì là mới là ngon. Mình có quyền mỗi người sẽ chơi sẽ có một lần restart ở ngày thứ đầu tiên. Gọi người ta gọi là mùng 1, tức là tháng 1, tuần 1 và day 1. Thì người ta gọi là 111. Mỗi người chỉ có quyền thôi, thế nên là hên xui, nếu mà xấu thì có thể ra restart để lấy tên đẹp hơn, nhưng nếu tên sau mà xấu hơn thì tôi nhắm mắt mà chơi để lui hết quyền rồi. Sao cái có vẻ mạng mẽo hơi không ổn định lắm. Thì restart này mỗi lần sending data là mất quá nhiều thời gian. Đấy, ok, này chắc ổn rồi. Này chắc là ổn rồi. Ô mình cộng nhầm nhỉ? 2000 mấy mà còn có 1000. À đúng rồi, phần tướng này được cộng tiền. Phần tướng này có tiền, ok. Rồi đây, đây, đây. Rồi nhá, đi vòng bên đây lấy xong vòng ngược bên đây như này. Về cái giếng ở chỗ này. Thần gió. Thank you.
Rồi, hồi thành. Ép gì đây? Lai, không có đo ở đây nhỉ? Thằng thành cũng biết thành gì là. Chưa có info. Cũng chưa có info luôn. À, phần chạm là gà bên này nhiều thích. À, what, thôi không lên vội để cho nó lên cái I don't know. Bled. Thần gió gặp Bled này thôi. Đỉnh. Thần gió nó Bled thì kinh lắm. Thành chim lửa thành khó xây được Bled. Tỷ lệ xây Bled rất là thấp. Bởi vì quân các quân của họ đánh đam đều rất là dao động. Nếu mà xây được Bled thì quân thành đánh rất là khỏe. Thôi, ngày thứ tư rồi, hỏng. Lại ngày thứ tư, ngày thứ năm mới về thành. Bây giờ mình fly thẳng lên đây. Hay đo, từ đây, fly đi. Phí mất rồi, từ đây hồi thành. 377. Hoặc tốt nhất là về thành luôn. 95 over không kịp ăn rồi. Ăn giếng đây. Nếu mình chạy thì đến đây đò anh em rồi, đò đi rồi, này chúng ta sẽ đi luôn. Bây giờ thì mắc quy được vào chúng ta xây lên này, có nhiều thần gió thế thì xem mà, thế thì cứ xây lên mai ép thần gió đánh cho khỏe. Nào học phép xong phép slow slick à, quên, phép gì không khiến khuyết thứ hỗ trợ cho bướm. Đi luôn thôi. Ngày thứ năm lên mặt đất sợ thật. Cái này cái gì ra? Mineral Spring là cái gì nhỉ? Mình quên mất rồi. À, cộng lắc cộng thêm over, ok. Rồi, ok. Con này ok. Rồi chơi luôn. Con này đứng ở đây hợp được, đứng ở đây chứ. Một ốt chết rồi. Bị ngay mà xui thế. Xui thế. Đếm nhầm ô. Ok. Lại nhầm. Không sao. Không sao. Cố gắng nhanh ấy, nhưng mà tay nhanh hơn mắt. Cái này cái gì ta? Mình không nhớ. À, cộng 2 kinh nghiệm. Ô, ngon gió luôn. Vì thế thì ăn trước thì
con này là còn 600, 600 bên kia còn 500, ăn cục này được. Nói gì nói hậu đầu đánh bóc thì nó một quân rất là khỏe, nếu như mai lấy được thì coi như là đầu tuần sau mình có 4 con đánh cái bóc này nó đi gì. Hay ra đi thành trước, thành cái tầm nào nhỉ, thành cái tầm này, tầm trên này, hay bánh vào đây đi thành trước, đánh hậu xong lên đây xem mình kịp lấy thành không. Ta có fly, là fly chúng ta còn dùng được, chúng ta vẫn dùng được đo đấy, còn có gió rồi chúng ta dùng được một lần đo, từ đây chúng ta thẳng đến chỗ thành trên này. Theo mình đoán thì nó nằm ở cái chỗ đây. Đây, nếu mình đoán lầm thì nó sẽ nằm ở chỗ này. Đó. Giờ thầy sẽ đi lên đây, cắt dây xong rồi đường này vòng bên trên này. Nó mình nghĩ thành là ngay đây rồi. Mình sẽ lấy cái này xong rồi mình đo về lấy thành luôn. Để tăng lượng thần gió lên tuần 2 chúng ta càn bóc. Và có 4 hậu, càn bóc nữa thì rất là nhanh. Thế con này con bắn nó mình chưa dám đánh nó. Đánh nó lấy thêm ít thần gió thì địch. Phần thứ hai chúng ta khoảng hơn 50 thần gió, chúng ta quẩy thoải mái. Không nên để mất bướm trong này, bởi vì bướm chúng ta còn dùng để brick. Đây, chúng ta sẽ đánh hậu này. Vẫn như thường lệ là chúng ta sẽ bà đẩy nó lên trên này. Ok, không sao. Sẽ thêm thành ở tầm này đây, từng cái đây. Chúng ta có nhiều lực, chúng ta sẽ lấy cái củ gỗ đi. Thôi chết rồi, xa hơn mình dự kiến rồi, vẫn còn 700. Ok, chơi luôn. Sợ không kịp lấy thành. Thành đã lệch. Thế này không kịp rồi. Khả năng không kịp rồi. Nó lại xuống đây à? Ok. Mất nhiều hơn 200, đủ không? Đủ ai? Ngon. Vừa đủ hồi thành ạ. Khéo thế. Khéo thế. Thế chúng ta có 8 hậu tuần 2, đánh thoải mái hơn rồi. Rồi
Nếu mà lấy, tất nhiên là mình sẽ chưa lấy vội. Bây giờ mình phải đánh mấy cái bóc này đã. Cái này thêm ít con nữa để làm bia đỡ đạn vậy. Xem nào. Hot cơ. Hot cơ. Hot được. Được, cái giá chấp nhận được. Này, hot này. Này đánh được này. À, bay chảy. Xem nào, tính toán ngày mai chúng ta sẽ làm cái gì nào. Đánh cái bóc này luôn. Đánh bóc này luôn. Phải xuống đây. Đủ không nhỉ? Đủ nước không nhỉ? Xong đo không đây có đủ không nhỉ? Hy vọng là đủ. Hy vọng là đủ. trăm xuống đây mất khoảng 800 nữa. Ăn góc này, chúng ta còn nghìn hai còn 600. Đo lần ra đây đánh bộ này hết. Như thành này sau. Được. Được. Rồi, thế cho nhanh. Cái chày nước trước đi nhỉ. Blast lên mà đánh thần gió mới cần nước, mấy con đấy blast càng sớm thì càng khỏe. Xem thử đánh cái này mà 1-4 naga khả năng đánh được. Khả năng là đánh được. Hậu đứng đây đi. Có slow mà. Rồi phải giữ chân con naga lại đây. 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 Đúng rồi.
Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi. Chưa tao ven à, xin tao ven rồi 6267 6126 mình đánh nhiều hơn nữa, mình chỉ rồi hiện tại mình đang cao hơn nó một chút. Nhưng mà hình như mấy anh em chơi đừng có nhường nhá, mình thấy em bạn ấy để cho mình cái thành này với giá này là hơi mềm đấy. Thật đấy anh em chơi, khi chơi giao lưu thì đừng có nhường, bởi vì đánh này cứ thoải mái thôi. Mình cảm giác như đợi anh em nhường hay sao ấy, chứ mình thấy lấy cái thành chim lửa với giá này thì hời quá, thật ra là hời quá. Champion đánh coi 272 không kìa, nhẫn à đánh. Gì nhỉ? Xem nào, bây giờ phải thành nào? Về thành này. Về thành này, thành bốc này, bốc này đây, về thành Pendulum đi. Không có gì để lấy nữa. Này chúng ta sẽ đứng năn đo bóc này xong lên kia, lên đánh chiếc này 2 1 2 5 9 3
tỷ số đang khá lên khá nhanh, họ vào form họ đánh rất là nhanh. Vẫn chưa có info thành mid để biết là lên sẽ lên kiếm giáp hay gì cho nó phù hợp. Not enchanter cả, không xây được. Cung hay cũng được. Thành nhiều quân bắn cái cung thì hy vọng thành giữa mít là thành titan. Xem nào, hậu ở chỗ này. Giờ đây, ăn cái hậu rồi xong rồi ăn hai kia. Chà, hấp dẫn. Hấp dẫn. Nhà đánh con đấy mà không mất quân điện kinh. Nghĩ phải mất ít, không ít ít thì nhiều. Còn bao nhiêu không đủ đo, 236 không đủ đo. Hai tài nguyên các loại. Rồi thừa gỗ xây tàu ven đây. Marketplace. Mấy con kia thì không bất, đánh con chạy bộ này thì bất cay thật. Đây rồi, tôi thích phải chạy xa rồi. Ui xa thế, thành kia xa thế. Thứ 7 rồi, không xây hậu, không đủ nổi. À sao mình không đổi nhỉ? Tài nguyên kia nhiều thế mà không đổi, quên. Không sao. Toàn bướm này. Toàn bướm không này. Ngày chắc phải đánh con này đấy. Đánh cái này chim lửa này. Chỉ cần đi chim bự đi trước brick à, đi trước thì mình sẽ slow. Ôi thật này. Chả đánh bướm. Ôi mất nhiều. À chết rồi, sao mình quên chập vào cái tê nhỉ. Quên chập vào. Ôi rồi ôi, ôi rồi mất 300 bướm giờ còn hai. Tớ quên mất để không chập bướm vào. Rồi cái xong. Nhiều quá.
Rồi, đánh nó trong đi. Xem nào, con nào đây. Speed này, con ngựa này, Speed Elot này. Đây con ngựa đấy thì sao không là đánh ngựa là lấy luôn cái khiên. Nó sẽ đánh con này đi. Thì thiếu 5 đá, 5 nồi, ok. Nồi. Rồi. Ta sẽ solo con này lại xong cái thêm tấm thôi. Hót ngựa này thế mà cũng thua, thế mà cũng thua. Con này thì khác cái là lên mora. Con này khác một cái là nó lên được mora. Hết lực à? Ok. Ngủ rồi. À, quân bắn à.
Ôi rồi. Ờ chết rồi, hình như trận này mình để rank hay sao ấy. Bình thường giao lưu ấy, là mình hay để ăn rank. Tiên mình lại nghĩ ra. Cũng break mid à. Sạch lốp khiến thiên thần nói thương chẳng biết là thành vịt à ngầm lầy à chỗ này đánh bò 1.000 năm ngủ đi ngủ lấy mana hơn anh đây khiến đấy cũng không giải quyết vấn đề gì. Đánh khuyên hơn mấy cái đồ này cũng chưa nhỉ. Con này thì chắc phải tiêu à con này tách chim lửa ra đánh được mà tách đôi chim lửa ra đánh được. Ờ quên đấy con này tách đôi chim lửa ra đánh được. Con này cộng thêm slow cho cung bắn trước xong rồi đẩy hai con bướm lên thế chỗ cho quên đánh được hôm qua không đánh luôn. Tức là chỉ cần tách hai con bướm nhỏ ra này để cho nó đánh nó leo lên tầm khi cho chim lửa áp sát đi. Ờ lại quên để con này vào chứ. Chỉ cần bỏ mấy con này lại cho cung sang hai bên chim lửa hai tách hai con lại ba con bướm nhỏ cho con sạc lốp phi lên tầm cung thẳng của thần gió đánh được. Quên đánh luôn được ngày mai đỡ phải đánh mai chỉ phải đo thẳng lên đấy con ngỗng vàng á. Trên này nhìn có chân này con chạy bộ hình như con sati sao chân này nhìn lạ quá. Chưa nhìn lạ lắm thật. Chắc nhìn rất lạ như con Sati. Xám xám mà nhìn lạ xám xám này nghĩ là con Sati. E37 4 12 ở 4 11 nhìn ở đấy được ngay khi thiên thần ngay đấy là cũng yên tâm. Bây giờ vấn đề là sạch gió cầu gió thì đây phải lấy sau gió sẽ bay ngược ở đây nó hơi mất thời gian. Bây giờ tạm thời mình sẽ để hậu ở nhà, chỉ cần mang bọn này theo thôi. Bây giờ thì con chim lửa tách đôi ra, gió thì tách hai bướm mày ra. Đây, đúng đây, chim lửa đứng đây, rồi cho thần gió sang đây, chim lửa vào đây, đó, che được, đánh như con này. Mất 19 con cả. À nó lại có một con up thế này à. Thế thì phải cho một con đứng vào đây. Một này, hai này. Đây con này sẽ phải lôi lên đây. Đó. Nó đập bướm luôn ạ, à. Hút dậy. Nó lại đập bướm luôn ạ. À. Nó lại đập bướm luôn ạ. Em con này yếu máu rồi. Bay về, bây giờ là blast lên. Đồng cái khiên vào. Rồi. Basilic. À Titan à. Hiện nó không quân bắn. Rồi. Gì à. Ok. Thank you.
đến lượt họ đi à? À mình đi chứ. Thì mình cờ đỏ mà. Scouting nó đánh như mù. Scouting đánh như mù. Thiếu gì? Thiếu gỗ nữa à? Làm quả silo này đi. Thế thôi. Còn một slot nữa đây. Phải cố lên được scouting. Một scouting ngành khó lắm. Còn một scouting thì mò bóc nữa. Biết cái item này thì nó có mình còn nhìn thấy, cái bóc thì gần không nhìn thấy. Đi ở đây vẫn nhìn thấy rộng rộng nha. Nó gần có chỗ cái mắt này là vẫn rộng rộng, vẫn cảm giác còn thoáng. Lúc gian đây phát nhìn nó tù hẳn ngay, bé tí này, không qua nổi vòng đá này, không khác gì đá không qua ngọn cỏ, không nhìn thấy gì. Sao thần gió thì hai con này đều nhau đấy nhỉ? Hai con này bây giờ vẫn là gây đam chính. Bọn này bây giờ đang nhặt nó chưa đủ mạnh. Nếu bóc sau nữa là full slot ấy, mình phải để một quân ở nhà. Chim lửa phải mang theo, nhưng bướm có lẽ sẽ vứt nhà và vứt con này nữa. Okay, speed 5, speed thấp, vứt lại. Quan trọng là up on Basilic Lane này cho nó 2 slot chập 1 đã. Giờ nhặt được bò thì phải vứt bướm thôi. Vì bướm thì sau mình sẽ không cần nữa, mình phải vứt bướm thôi. Hiện tại bướm là một cây đam rất kinh. 186 này một bớt bled vào ghi được, thì nó sẽ được gây được 4 đam một con, trung bình như vậy. Bled sẽ cộng 1 mà. Thật ra là cái nó phải đúng ra là cái đam này sau khi gây lên nó sẽ cộng 1. Nó không bị ảnh hưởng kiếm giáp cái này này. Không có tác dụng ăn điết, đúng rồi. Ăn điết thì không thể bless, không thể cầu nguyện được. Đi làm việc cần check vị trí tướng của họ. À, cũng đang rất là gần. Bây giờ thì ok. Đang rất là gần. Phoisan có thể nào có giếng gần không nhỉ? Đây, thành Phenderen. Để tạm con này ở đây đi. Về lấy hậu nhỉ, xem bao nhiêu là 400 400.
scouting đánh khó chịu thế. Chả nhìn gì mà đánh. Không nhìn gì luôn. Đây rồi, sách gió rồi. Tí về thành ngày xong đo sang, chạy đến đây, xong đo trên đây, xong đo ăn đây, fly sang đây. Ăn sách gió, sau đó thì ăn kiếm power skin này. Rồi ăn cái kiếm thiên thần, khiên thiên thần có rồi. Cầu gió trên này. Giày thiên thần này. Từ đây đo sang cũng được, lấy cầu gió thì ở bên đây có sẵn rồi. Đó, nói chung cầu gió thì mình chưa cần lấy vội. Cái sách gió này chúng ta hồi về thành này, vừa an toàn, ngày mai chúng ta lấy cầu gió bên này. 147, 148 chỉ số mình đang cao nọ một chút. Họ lấy được bóc titan à? À đâu, bóc thành vịt là thành vịt mà. Titan họ lấy từ đâu nhỉ? À, titan. Titan lấy từ đâu ta? Sẽ sang họ sang đất bên này rồi. Có thể ở vòng sang đất bên này rồi. Bây giờ mình có thể xuống đây lấy cái này trước. Rồi xuống lấy cái này, xong fly xuống đây lấy pit, lấy cái giày này. Xong xuống đây lấy cầu gió, các thứ yên tinh, sách gió ở đây. Thì sẽ lợi hơn là từ đây, vì từ đây cho anh mình nhìn thấy rồi thì không nhìn thấy còn cái gì nữa. Bây giờ việc đầu tiên cần làm là check vị trí của họ. Họ đang ở thành ngay kia, ok. Thế thì chúng ta sẽ chọn lọc quân mang theo. Vịt bây giờ vẫn đang, vịt bây giờ thì để con này lại đi. Để con này lại đi. Phải mang bướm theo nhà, phải để vịt ở nhà đi. À vịt thì đằng nào lấy mỏ vịt mà. Khó phết, chọn quân slot để mang theo khó. Rồi ok, chúng ta sẽ xuống đây. Slow chim lửa lại. Ôi đông. À là có chim bữa áp à? Thế thì hỏng rồi. Thế thì hỏng rồi. Nó lại có chim bữa áp á. Nó lại có chim bữa áp nữa. Ui dồi ôi. Hỏng rồi, hỏng hết cơm cháo rồi. Mỗi khiên này thôi mà. Hỏng hết rồi. Ôi dồi ôi, mất hết. Mỗi quyển sách đất này trả giá kinh quá. Mất hết rồi. Phải về lấy thêm chim lửa thôi, chứ không phải thì toang hết. Steel box.
Thôi, ngủ thành cho nó hồi mana đi ạ. Ok. Hỏng hết. Có chim lửa áp sát hai con cung của mình phế luôn. Mất nhiều quá. Mấy chục cái chim lửa. Mấy chục con cả chim lửa nữa. Về đây thêm hậu không? 6 này. 4 10 này. 14 này. 14 con hậu, 3 mỏ hậu thì vàng, 4 mỏ hậu, 1 mỏ đâu. Còn ở đây, 14, 14, 18 hậu đấy cũng khỏe, có nên này về lấy hậu thêm nhỉ. Đo sang đây, đo sang đây. Rồi, xong về thành này đo ăn đây, xong rồi về thành này đo tiếp sang đây. Đã 2 ngày. Từ đây fly ra đây, đo sang đây, xong từ đây, về đây. Đo sang đây, xong lại hồi thành. Nói chung không mất thành này. 18 thì còn gọi 14 con, à 18 con. Thôi cũng được, lấy thêm đi cho nó khỏe. Tự nhiên đánh con kia nó có chim up phát được khó hẳn đấy. Quan trọng phải up được hậu á. Makule 32 xây rồi, chờ up hậu thôi. Gỗ đá thôi, chả thiếu gì, thiếu gỗ đá rồi, tiền thì mai có. Ôi ơi. Mười tám mươi hai rồi. Mang đi nhiều thì hai con này lại chen chúc vị trí nhau. Mình sẽ không lấy được bóc nữa, bóc có bò biết có vịt nữa thì khó lấy. Buộc phải để lại. Mang đi thì nó khỏe hơn nhưng mà à, còn thiếu gỗ à. Mình ăn được một mỏ gỗ rồi. Nói chung không tiện đường. Mỏ gỗ là không tiện đường. Tiện đường thì đánh chứ giờ đánh gì mỏ gỗ. Họ gần đây rồi, ok chơi. Vẫn phải đi thôi. Oh.
full slot rồi đấy. Giờ bắt đầu bây giờ là full slot rồi này. Kìa, nhầm, nó hỏng rồi. Đánh con này chứ. Thôi, nhầm cái còn mất nhiều hơn. Nhầm cái là hỏng ngay được. Leo xích đất đây, phải có xíu thôi. Nhanh quá. 23-17, wow, kiếm giáp ấn tượng thế. Tiến ra nhanh. Tránh họ đi Moran. Tướng họ gần rồi. Màn hình vừa nhích kìa, hình như tướng họ đi vào phạm vi này rồi. Rồi nhích lên như kiểu chuẩn bị đánh nhau ấy. Nhiều mana, 146 mana vẫn có khả năng chơi được. Mai ưu tiên là ăn cái này, 7 con vịt, ăn cái này, xong đo xuống đây đây cái này, power skin xong rồi file xuống đây lấy xích gió, đo đây, fly đây chắc là kịp. Speed giờ 1900 thoải mái, nhưng không, vấn đề là không có scouting cũng mệt phết đấy, không nhìn được đồ xung quanh. Đừng phải bỏ cái này vậy, nếu lấy kịp lấy cái này thì mình sẽ không kịp lấy sách gió. Anh phải bỏ lấy thêm con vịt để tăng lên 4 vịt này đỡ hơn, gần bởi cái này gần ấy nó không đáng kể, nước không đáng kể. Từ đây đó xuống đây chạy xuống đây, từ đây chạy chạy dòng xuống dài thì rất là xa. Đành phải thế thôi vậy. Đành phải thế thôi. Con này thì tránh né ra thôi. Power này. Ai già con này thì hỏng rồi. Con này thì hỏng rồi. Chấp nhận. Chấp nhận thôi. Còn 200, 100, 200. Không đủ ăn mấy cây chứ. Xem họ đâu nào. À hay quá, họ rút rồi. Thế ông nhàn, may quá. Ôi trời ơi,
phút 30 giây vẫn không đủ đánh. Là xít quá. Xít nhưng mà vẫn đủ. Thật ra là nếu mà cố gắng nhanh tay hơn chút là đủ. Thôi, cứ cố gắng ngay là hợp lý rồi. Chắc họ đang ghi gom quân hay sao, thấy rất nhanh. Thật không combat. Cái vèo cái đã hết lực rồi. Cái này họ đang ghi gom quân rồi, chứ không combat. Đeo cái vòng kháng basic lên nhỉ, tránh mấy con này nó bị basic này. Có cái áo bao skin này nữa này. Chỉ số đang họ đang rất là nhanh, 23-18. Bây giờ công mình tăng 10 công, trong khi mình công họ bị giảm 1 công. Tăng 11 công, power tăng hơn mình. Cả những scouting không nhìn thấy đồ thiên thần ở đâu, mình kiếm thiên thần cái thứ thì ngon. Bây giờ mình không nhìn thấy gì cả, thì ăn con này xong thì đủ để ăn cái phiên này. Bách Titan này thì chơi nó hơi khổ, có set dây. Mà set dây quân mình ít này nó tách ra chỉ 3 con thôi, mình đánh nó cũng mệt. Nó cũng tương đối mệt đấy. Ghi ra áp rồi. Đánh được cái bóc ghi ra áp rồi. Phải đè bọn này lại. Basic. Chán như cái gì. Sợ thật. Đến tìm tí xem mà. Rồi nó lại chơi mình luôn à? Nó lại chơi mình luôn à? À con này không biết được à? Slow không được. Vừa kịp vừa thành lấy mana. Cũng vắt chưa kịp cậu. Đây rồi. 3 mana hỏng rồi. Hỏng rồi. Mà con cái này nữa. Ơ thôi tổng toàn rồi. Hello. Lại hết mana. I see you. Set quan trọng hết mana đen thế, đúng lúc đánh nhau hết mana xui thật. Các bạn nhanh quá đâu, mình chả kịp xem thành nào để về rồi gần nhanh về một thành thôi. Thôi sách cái coi như phế rồi, không có dùng được phép gì rồi. Đây họ đây rồi, thôi hi rồi mà set dây cái là đi hết cả đám rồi. Tướng còn chưa kịp tích con bướm ở thành, mình chỉ lấy được một slot trong này thôi, hy vọng lấy con Hira. Bye bye.
Don't know. Why? Why? Hỏng ơi. Easy web play rồi. Sẽ dây vụt cả đi. Nó nhanh quá, còn có một giây mình huấn hội thành thành nào gần nhất thôi. Gì gì. Ôi rồi ôi. Này đánh đấm gì chả được đúng cái phép gì cả. Gì gì. Rồi thôi, đánh nó chặn đi cho nó vui. Xui thật sự ấy. Đứng im chả chết. Xui thế. Xui thế. Đây họ còn chơi lịch sử lao lên đấy, để cho quân mình lao lên là đánh cận chiến đấy. À, chơi kiểu như là còn nhường đấy. Nếu mà ví dụ mà họ không lao lên đứng đây thì mình là giật xét này. Bây giờ đánh tầm này là sẽ bởi các bạn biết sao không? Nếu đánh tầm này thì họ sẽ không xét dây nữa. Cái dụ ngụ ý của họ là thế. Thế cho nên họ lao lên để cho đánh cho nó xong. Gọi là lịch chơi kiểu lịch sự đấy. Thì nếu họ không lao lên, họ cứ đứng nhà xét dây thì mình cũng gãy à. Để lao lên để không phải dùng xét dây. Nói chung là chơi thế cũng ấy thôi. Bởi vì quân họ mạnh quá rồi, họ chơi thế cũng được. Rồi xét dây gần hết, đứt hết tưởng tượng đấy. Chắc cảm ơn. Chắc tặng hết con đi ra luôn ạ. Gì gì. Nếu gì gì bảo. Thôi bye bye. Bye bye. Gì gì. Đèn thế nhỉ. GG. Quá. Sao không được? À phải đến tân mình à? Đi ăn thiệt chứ. Lần nào biết mà. Ok, chúng ta sẽ tạm dừng trở lại ở đây nhé. Xin chào các bạn, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở trận sau.